Chương 6. Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình mà thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chứ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì kỳ đến chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng theo phần xác thịt, ép anh em chịu phép cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn cho anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, là giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu Christ vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen.